Chào tất cả các anh em. Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề Thanh Xuân thì có địa chỉ duy nhất số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Tại dạy nghề Thanh Xuân thì có rất nhiều các anh em ở các tỉnh xa đến học nghề. Một trong những cái vấn đề mà các bạn rất là băn khoăn khi về Hà Nội học nghề đó là vấn đề chỗ ăn, chỗ ở như thế nào. Thì hiện tại tại dạy nghề Thanh Xuân thì nhà trường có khu ký túc xá cho học viên. Thì khu ký túc xá tại dạy nghề Thanh Xuân thì ở trong khuôn viên trường luôn, ở địa chỉ 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Đấy, khu ký túc xá thì có 5 phòng để tương đối rộng. Thì có mùa hè thì có điều hòa cho các bạn. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy đây, đây khu đây, trên này ký túc xá trường dạy nghề Thanh Xuân. Đấy, thì tí nữa thì sẽ quay trực tiếp luôn lên trên phòng để quay xem các bạn học viên ăn cuộc sống ở ký túc xá dạy nghề Thanh Xuân như thế nào. Chúng ta sẽ đi vào khu tầng 1 của ký túc xá xem thế nào. Ở phía bên này đây là khu nhà vệ sinh. Đấy. Ký túc xá dạy nghề Thanh Xuân thì có 3 tầng. Chúng ta đang vào tầng 1. Đây. Thì trong ký túc xá thì các bạn học viên sẽ ở giường tầng. Đây, mỗi người một giường. Một chiếu. Chăn màn thì các bạn phải tự túc. Còn quạt thì mỗi người còn nên mua thêm một cái. Ở trong ký túc xá thì học viên thì không được nấu ăn ở trong ký túc xá mà phải ăn ở ngoài. Hiện tại giá phòng ký túc xá thì 550.000 một tháng, còn lựa đến mùa hè thì là 650.000.